Vụ Thái Thiên Phượng có diễn biến mới, mẹ ruột nữ người mẫu bị tẩy chay vì làm chuyện trái đạo đức. Trong những ngày qua, vụ án hại một cách độc ác người mẫu Hồng Kông, Trung Quốc Thái Thiên Phượng đã trở thành đề tài bàn tán nóng nhất châu Á. Nhiều người vẫn chưa hết rùng mình và ám ảnh bởi sự ra tay không thương tiếc của cả gia đình chồng cũ nữ người mẫu xấu số. Ở một diễn biến mới, bà Trương Ân Phàng, mẹ ruột của Thái Thiên Phượng bất ngờ vướng phải làn sóng chỉ trích lớn từ bộ phận khán giả. Nhiều người tỏ ra bức xúc vì bà có hành động bảo vệ tài sản trong khi vụ việc của con gái còn chưa được điều tra xong. Thậm chí có người còn nặng lời cho rằng mẹ ruột Thái Thiên Phượng cũng giống như bà Banida, mẹ của diễn viên Tanmol Bhattacharya. Thời điểm khi vụ án Tanmol xảy ra, mẹ ruột của cô cũng không ít lần bị chỉ trích vì những vấn đề liên quan đến tiền. Nổi trội nhất là bà đã tha thứ cho hai trong số những người liên quan đến sự ra đi của con gái vì họ bồi thường 30 triệu baht, hơn 20 tỷ đồng. Trở lại sự việc của Thái Thiên Phượng vào ngày 6 tháng 3, trong khi cả thế giới vẫn còn đang chưa hết tiếc thương cho cô người mẫu xấu số, thì mẹ ruột của Thái Thiên Phượng đã đệ đơn lên tòa án tối cao để phản đối việc ông Võng Cầu 65 tuổi, một trong ba nghi phạm bị buộc tội hại cô người mẫu 28 tuổi, bán căn hộ trị giá 73 triệu Hồng Kông, khoảng 222 tỷ đồng. Trong khu phố trang trọng Cadoria Hill ở Hồ Mãn Tín, một người bạn của Thái Thiên Phượng, người phụ nữ họ Thành trước đó chia sẻ với giới truyền thông rằng năm 2019, Thái Thiên Phượng mua căn hộ hơn 500m² trị giá 70 triệu Hồng Kông. Cô hoàn toàn để bố chồng cũ là ông Võng Cầu đứng tên và sống trong căn hộ. Gần đây, Thái Thiên Phượng có ý định bán căn này và tìm nơi ở mới cho gia đình chồng cũ nhưng vấp phải sự phản đối. Nhiều người cho rằng đây là lý do khiến Thái Thiên Phượng và gia đình ông Võng Cầu xảy ra xung đột dẫn tới sự việc đau lòng. Bên cạnh đó, vẫn có khán giả bên vực và cho rằng hành động của bà Trương Ân Phàng là hoàn toàn hợp lý trong thời điểm hiện tại bởi con gái cũng đã không còn nên phải ngăn chặn những hành động xấu tiếp theo của kẻ ác. Dù chưa từng chia sẻ về vụ án rúng động của con gái trên các phương tiện truyền thông, nhưng một số nguồn tin từ truyền thông tứ trung cho biết mẹ của Thái Thiên Phượng đã có một giấc mơ lạ sau khi nữ người mẫu mất tích. Bà mơ thấy con gái ở một nơi có chó, ngựa vây quanh và Thái Thiên Phượng đã nói với mẹ trong giấc mơ rằng cô đang ở Taipo, Hồng Kông. Mẹ cô chưa từng đến Taipo, vì vậy bà đem chuyện này kể với cảnh sát. Cuối cùng các nhân viên cảnh sát đã thực sự tìm thấy các phần thân thể của nữ người mẫu tại một ngôi nhà cho thuê ở Taipo. Hiện không có nhiều thông tin về bố mẹ ruột của Thái Thiên Phượng, nhưng truyền thông xứ Trung tìm ra chi tiết thông qua những hình ảnh và video được mẹ của cố người mẫu đăng tải trên trang cá nhân. Theo đó, mẹ của Thái Thiên Phượng là một phu nhân hào môn và có lối sống sang chảnh, quyền quý. Bà rất ít khi chia sẻ hình ảnh chồng mình lên mạng xã hội, mà thường khoe clip về Thái Thiên Phượng. Một lần nữ người mẫu lộ diện trong video đi cá quốc, bà không tiếc lời khen ngợi con gái là đứa trẻ rất tốt bụng và dễ thương. Đáng chú ý, mẹ Thái Thiên Phượng rất quý anh Tam, chồng mới của con gái. Bà mô tả con rể của mình là người siêu hiếu thảo và luôn chuẩn bị sẵn hàng nghìn lời quan tâm mỗi khi gặp gỡ. Bà cũng hết lời khen ngợi nhà chồng mới Thái Thiên Phượng, không ngại bày tỏ lòng biết ơn đối với bố mẹ anh Tam vì đã cưng chiều của con gái lớn của bà như công chúa. Trước đó, trang HK01 đưa tin vào ngày 24 tháng 2, thân thể của nữ người mẫu 28 tuổi Thái Thiên Phượng đã được cảnh sát tìm thấy ở một ngôi làng tại Taipo, Hồng Kông trong tình trạng không còn nguyên vẹn. Đến thời điểm hiện tại, cảnh sát đã bắt giam 4 nghi phạm gồm chồng cũ Alex Cao Quang, anh trai chồng cũ Anthony Cao Quang cùng bố mẹ chồng cũ của Thái Thiên Phượng. Ngoài trừ mẹ chồng cũ, cả ba người còn lại đều bị cáo buộc hại người và tất cả đều không được bảo lãnh trong thời gian điều tra vụ án này.